Theo Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal, Kyiv có thể sẽ nhận được tối thiểu 18 tỷ euro, gần 19 tỷ đô la Mỹ, viện trợ nước ngoài từ Liên minh châu Âu-EU vào năm 2024, tương đương với những gì mà Kyiv nhận được trong năm 2023. Ông nói thêm rằng Kyiv gần đây đã nhận được 1,5 tỷ euro, tương đương 1,59 tỷ đô la Mỹ, trong đợt hỗ trợ tài chính lần thứ 9 của EU. Điều này sẽ thúc đẩy khả năng phục hồi và ổn định kinh tế của Ukraine. Theo Bộ Tài chính Ukraine, hai nguồn viện trợ tài chính tiếp theo dự kiến sẽ được chuyển giao cho Kyiv trong năm nay, nâng tổng số tiền lên 18 tỷ euro. Có nguồn tin cho rằng vào đầu năm nay, Ukraine sẽ nhận được khoản viện trợ dài hạn từ Ủy ban châu Âu EC, với tổng số tiền lên đến 50 tỷ euro trong giai đoạn 2024-2027. Theo hãng tin Reuters, ngày 23 tháng 10, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ông Recep Tayyip Erdogan cho biết đã chuyển đơn xin gia nhập Tổ chức Bắc Đại Tây Dương NATO của Thụy Điển lên Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ để thông qua. Theo hãng tin Reuters, nghị định thư về việc Thụy Điển gia nhập NATO được Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ký vào cùng ngày. Trước động thái của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Thụy Điển đã bày tỏ hoan nghênh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nói Washington mong dự luật được thông qua càng sớm càng tốt. Tương tự, Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg kỳ vọng sẽ có một cuộc bỏ phiếu nhanh chóng tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ để có thể sớm chào đón Thụy Điển vào Liên minh. Theo một nhà ngoại giao châu Âu, ông Stoltenberg hy vọng Thụy Điển có thể gia nhập Liên minh tại Hội nghị Ngoại trưởng NATO dự kiến diễn ra vào ngày 28 và 29 tháng 11. Tuy nhiên, đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển cũng cần sự phê chuẩn của Quốc hội Hungary. Hiện Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa có lịch bỏ phiếu. Ngày 23 tháng 10, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF Jonathan Kornikus tuyên bố quân đội Israel sẽ giải tán hoàn toàn Hamas. Tuy nhiên, Israel sẽ không tiến hành chiến dịch trên bộ ở Gaza nếu Hamas đầu hàng và thả tất cả con tin. Ở diễn biến khác, lực lượng phòng vệ Israel cũng vừa công bố video ghi lại cảnh các binh sĩ luyện tập kỹ năng chiến đấu để chuẩn bị cho chiến dịch trên bộ có thể diễn ra bên trong Gaza. Theo IDF, các chỉ huy lực lượng không quân đang họp với chỉ huy lực lượng mặt đất để tăng cường tác chiến. Kể từ cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào ngày 7 tháng 10, Israel đã huy động khoảng 360.000 quân dự bị và tập trung lực lượng đáng kể xung quanh dải Gaza. Lực lượng không quân của nước này cũng đang tấn công khu vực đông dân cư bằng các cuộc không kích. Tuy nhiên, mệnh lệnh cuối cùng cho cuộc tấn công tầm lực vào Gaza vẫn chưa được ban hành. Trong bài phát biểu tối 22 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra cho quân đội nước này một mệnh lệnh là phải chiếm ít nhất 500 mét lãnh thổ mỗi ngày. Ông Zelensky cho rằng những bước tiến như vậy là cần thiết để củng cố Ukraine và thúc đẩy các đồng minh nước ngoài hỗ trợ quân sự thêm nữa. Theo ông, tuần này sẽ có nhiều cơ hội hơn cho Ukraine. Mệnh lệnh được Tổng thống Zelensky đưa ra vào thời điểm các lực lượng Nga đang tiến quân ở thị trấn Adiivka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Kupiansk thuộc vùng Kharkov của Ukraine. Hiện tại, tình hình chiến sự ở Ukraine không còn giành được sự chú ý và ủng hộ của phương Tây sau các cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel hồi đầu tháng này.